Xin chào các anh chị, mình sẽ giới thiệu cho các anh chị cái cây xương rồng mà mình nhập về đó. Thì rồi mình trồng nó ra rễ mình bán, rồi khi nào mà một cái ship, một cái order mới đó, mình sẽ bán có những cái cây mà mới về thì nó rẻ hơn những cây mình đã trồng có rễ và nó đã thích hợp với lại khí hậu ở Mỹ rồi nha. Rồi sau đây là mình giới thiệu là cái nursery của mình, là nó nhiều cây lắm. Mình giới thiệu cho mấy anh chị là cây này là cây Pruda Temple. Đó, cây này có rễ rồi, cây này mình bán một cây 5 đồng. Còn nếu mấy anh chị mà ở tiểu bang khác đó, mình có thể mình ship qua những tiểu bang trong nước Mỹ. Đó, cây nhỏ thì 5 đồng, cây nhỏ nè thì là 5 đồng. Nó rất là đẹp, nó đã có rễ rồi. Còn cây lớn hơn á, mình cây này cũng là 5 đồng luôn. Cây lớn hơn mà cao hơn á thì là 8 đồng. Ví dụ như cây này nó cao hơn gần gấp đôi á thì là 8 đồng một cây. Cây này là 8 đồng. Mình có rất là nhiều cây lạ. Có những cây rất là lạ. Cây này nó rare. Nó rất là hiếm. Cây nhỏ mà 45 đồng rồi. Nó rất là hiếm. Những cây rất là hiếm. Còn cái cây này Euphorbia này, variegated Euphorbia Richia variegated, cái này thì 20 đồng một cây, nó cũng đã có rễ rồi. Nó thích hợp với lại khí hậu Mỹ á. Còn cái cây này bông nó đẹp lắm. Cái cây này thì một chùm này nè, một chùm của cây này thì mình bán 28 đồng. Nó có nhiều chùm lắm. Cái cây này là nó tên là Lobivia Yellow, là cái bông màu vàng. Đó, bông của nó là màu vàng. Còn cái cây này thì cái bông của nó màu vàng mình rất là đẹp. Cây nhỏ thì 10 đồng, cây lớn thì 15 đồng. Ví dụ như cây này, cây nhỏ thì là 10 đồng một cây. Còn cây lớn bự này nè thì 15 đồng. Đó, mình có rất là nhiều những cái cây mà lạ. Cái cây này thì là 30 đồng một cây. Nó giống như là một cái nảo vậy đó. Còn cây lớn hơn chút là 35 đồng. Cây này là cái tên là nó là Mitral Variegated Press. Nó cái Mitral là cái family nó thôi. Còn nó là Variegated Press. Mình có rất là nhiều, mấy anh chị cứ thích cái cây nào, mấy anh chị chụp hình lại rồi mấy anh chị gửi cho mình sẽ gửi giá và đo kích thước cho mấy anh chị. Đó, có những cây ra Tết mà hiếm, quý hiếm mà mình nhập từ Ý về. Nó rất là đa dạng về màu sắc và những cái hiếm của nó. Đó, mấy anh chị chụp hình thích cây nào rồi mình sẽ đo kích thước gửi giá cho mấy anh chị. Cây nhiều màu sắc. Thường thường hàng nhập đó, và hàng nhập về nước Mỹ thì đa số là hàng hiếm không à, không có nhập hàng thường. Dùng cái cây này nó rất là lạ, khi nào mà nó cái lá nó lên á thì nó xoắn xoắn lại, rồi nó cũng có bông luôn. Nó cũng có củ như là bonsai vậy đó, mà nó cũng có bông luôn.
Còn cái cây này là rất là hiếm. Cái cây này như chiếc lá vậy đó. Cái cây này thì mình bán 85 đồng một cây lớn. Còn cây nhỏ có cây 65 đồng. Còn cái cây này cũng rất là hiếm. Cái này nó gọi là Euphorbia, nó hiếm. Adepkuri, Euphorbia Adepkuri là cây này mình bán 22 đồng. Mấy anh chị thích thì mình ship, rồi mình cộng tiền ship bên vô. Còn cái cây Euphorbia Obesa này nè, mà nhiều người ta sưu tầm lắm. Còn mình có Euphorbia Obesa mà lớp là chùm chùm nữa. Nó có giống như là người ta gọi là con đực với con cái vậy đó. Con cái thì nó có con, còn con đực thì nó không có con, nó cứ một bự lần lớn dần. Còn con cái thì nó đẻ con ra. Còn mấy cây mà giống như là đột biến gì đó. Đó nó những cây ca tết đột biến mà cái mấy cây này nó không có gai. Rất là đẹp, có những cây mà đột biến mà nó cũng ra màu. Màu sắc nó đẹp. Còn đặc biệt nha mấy anh chị, mình có trồng cái cây này, nó gầy nè, có cây nó gọi là Pubi Cactus á, cây vú. Cái cây này rất là lạ. Hình hài giống như cây vú nhưng mà tên khoa học nó là khác nha mấy anh chị. Có cái cây này mà có rễ luôn, mình bán có 10 đồng mà. Theo cái kích thước của cái size này, kích thước của cái cây này mình bán có 10 đồng mà có rễ luôn. Tại mình trồng số lượng nhiều ở dưới, mình trồng dưới đất á. Rồi mình trồng cây này với lại cái cây San Pedro Variegated. Đó, mình trồng dưới đất số lượng nhiều nên mình có cái nào rẻ thì mình bán rẻ cho mấy anh chị sưu tầm. Đó, cái cây này nó đầy đủ màu sắc. Thường thường mình nhập về cây va không à, đa số mấy cây va rất là đẹp. Cây va này, cây này là Auricapus Variegated nè, nó ba đầu nè, nó rất là đẹp. Ở trên mạng họ bán mắc lắm, tại vì họ có nhiều chi phí rồi đó. Tại vì với lại mình được có một lợi thế là mình trực tiếp mình nhập về nên cái giá mình nó ok lắm. Có những cây lạ thường thường giá mình nó rẻ hơn. Rồi cái cây này thì cây đuôi khỉ này nè, cái cây mà một cành lên là nó mai mốt nó thành một chùm luôn nha mấy anh chị. Nó mọc xung quanh này thành một chùm của cái cây này, thì cái một cành thì mình bán 6 đồng, còn hai cành thì 10 đồng. Ví dụ như cái này hai cành thì 10 đồng. Mấy anh chị đi sưu tầm, nếu mà muốn mua nhiều loại thì mua một cây nhỏ mấy anh chị trồng, mai mốt mấy anh chị được đa dạng cái khu vườn của anh mấy anh chị. Có những cây này, cây này là cây Zimocodisum. Codisum mà nó vừa đột biến mà nó vừa nó cũng đột biến luôn, nó có những cái hình thái nó gọi là Restis. Rất là đẹp. Có những cây giống như là khúc cây đầy đỏ màu sắc nhưng mà nó là một cái cây sống nha mấy anh chị. Có những cây nó màu sắc nó rất là đặc biệt. Có những cây này thì mình đã nhập về mấy năm rồi đó, mình trồng nó từ nhỏ rồi, trồng nó lớn lên mấy năm trời. Cây này đặc biệt. Còn cái cây này cũng ngập từ lâu rồi, mình trồng cái thân nó bự. Cây này nó cũng rất là hiếm, đa số cây hiếm. Cái cây ca tết này nè, nó có bông màu vàng đẹp lắm nha mấy chị. Hồi xưa mình bán màu trời trời đó, nó ra bông một đầy bàn luôn đó, màu vàng ai cũng thích đó. Cái cây này là cây Rainbow, nó gọi là Rainbow Cactus. Nó bông nó đẹp lắm, bông nó màu hồng. Cái cây mà nhỏ, cái cây này là size nhỏ lên là mình trồng cũng lâu rồi, nó cao lên gần gấp đôi rồi đó. Nó thấy mấy chị thấy hai màu nó khác nhau không? Nó cao lên gấp đôi, mình bán có 12 đồng một cái cây Rainbow này. Cái rễ nó là để chùm chùm không, tại mình trồng lâu rồi đó.
Còn cái cây này là cái cây Rainbow mà lúc mà nó bự lên nè, nó cao khoảng 16-17 inch luôn á, nó rất là cao. Mà nếu mà sưu tầm mấy cây bự này thích lắm, tại vì biết bao lâu mới được trồng lên được cây bự. Mình cũng có những cái cây chùm nữa, cái cây Rainbow này, cái chùm nữa. Mình có nhiều loại cây mà mình trồng lâu. Cái đây là cây Sun Barrel Variegated nè, nó có màu nè, đó, màu vàng màu xanh. Thường thường nó va thì họ thích hơn. Người Việt Nam mình cũng thích sưu tầm cây va, mà người Mỹ cũng vậy, họ cũng thích cây tầm sưu tầm cây va. Còn cái cây này là cây Blue Cactus đó, đột biến là có những cái thân grass á, nó giống như succulent vậy đó, nó xu hướng nó thích đột biến. Còn cái cây này cũng vậy, cây đột biến cactus này nó rất là đẹp, trắng trắng xanh xanh, nó tạo ra hình dáng nó rất là đẹp. Còn mình cũng có cái cây Rainbow này, cái Rainbow này, cái cây Rainbow này là trồng cũng lâu năm. Mình nhập về trực tiếp nên cái giá rất là, cái cây đó tùy theo hình dáng từ 60 cho đến 85, rồi cũng có đến cây, đến những cái cây mà mình trồng mấy năm nữa, rất là nhiều cây Rainbow đó. Mình cũng có những cây mà Ionium của Korea nè, rất là lên màu, rất là đẹp. Cái cây này là Euphorbia Adecuri mà nó màu hồng, nó variegated màu hồng, nó mọc rất là đẹp. Mình cũng có cái cây Melocactus nè. Còn cái cây Zimocodisum này nó đẹp nè, mà cũng có cây bự nữa. Cây Melo này cũng có cây bự nữa. Cái cây này màu vàng, mình bán cây lớn có 45 nha mấy anh chị. Cây lớn bự vậy nè, mình cũng bán có 45 à. Mấy anh chị sưu tầm nhớ lấy về trồng. Đó, cây bự mà hình dáng cao đó, nó va nha, nó màu va nha, mà cũng có 45 đồng à. Dáng cây giống như cây đột biến vậy đó. Còn cây nhỏ thì có 30 mấy đồng à, 45 với 30 mấy, tùy theo cái size nha mấy anh chị. Mấy anh chị nào thích á, cái nhắn cho mình thì mình chụp hình xong rồi mình sẽ gửi qua, rồi mình đo kích thước, rồi mình báo giá cho mấy anh chị. Đây, mấy cây này mình trồng mấy năm trời nè, nó càng ngày càng bự lên, nó càng phát triển. Cái mấy cây này nó rất là đẹp, nó Aricapet đó, sưu tầm. Cái này mình cũng có, mình có ráp cho những cái cây mà cá tết nữa mà. Cái Sun Barrel mình ráp cái Aricapet này vô cái Sun Barrel này, để khi nào nó có rễ rồi mình mới bán. Nó chưa có rễ nhưng mà ráp thì nó ok rồi, cái ráp ok rồi nhưng mà mình chưa có rễ nên mình chưa có bán đó. Còn cây này cũng là cây Zimocodisium loại mới nha, tại vì cái nào loại nào là mới ra đó là mình sưu tầm về nè. Mấy anh chị cứ theo dõi, rồi mấy anh chị cứ thích cây nào cứ gửi hình cho mình, mình sẽ nhập về cây đó. Nó nhiều loại lắm, thế mà mấy anh chị mà lấy được nhiều đó thì cứ chụp hình cho mình rồi mình sẽ nhập về. Còn cái cây này nha, cây này là cây monkey tail mà không có lông, cây này khó trồng nha mấy anh chị. Nếu mà người nào mà mua chỗ nào bán á, thì phải họ biết phải là những cái cây màu xanh như vậy này đã trồng trong vòng ít nhất là 6-7 tháng hay 1 năm á, nó mọc bự lên á thì mới nên mua. Còn cái cây mới nhập về mấy chị mua là nó dễ bị hư lắm, nó hư mà nó lan vô nữa, chứ không phải nó hư một chỗ rồi sao nó hết đó. Cây này rất là nguy hiểm. Còn mình cũng có cái cây cái trứng màu đó. Cái trứng này trứng màu nó đẹp lắm,
đó là một loại mới đây, một loại mới ra, mình cũng đang làm chứ chưa có là những cây mà nó có rễ sẵn của nó đó. Tại những cây ráp có nhiều người không thích ráp, nhưng mà cây ráp mà mình theo mình á là cây ráp là phát triển nhanh hơn cái cây mà bình thường. Mình cũng làm những cái cây bình thường thì có khi nào mà xong á thì mình sẽ bán, sẽ quay video. À, mấy chị theo dõi thì mình sẽ có những cây mà nó có rễ luôn á. Còn cái cây này nè, cây này cây màu đẹp rất là đẹp luôn, mà nó to gì đâu. Cái chậu này là chậu 6 inch nha mấy anh chị, mình bán có 45 đồng mà mình bán lúc nào nó cũng thấp hết, tại vì mình nhập số lượng nhiều, mình trực tiếp mình nhập, mình bán nhiều quá xong mình bán thấp để mình bán nhiều để mình nhập những cái mẫu mã mới nữa. Thì 45 đồng một cái nha mấy anh chị. Còn cái cây này nó ra bông đẹp lắm nha, mà lúc mà anh chị mà để ngoài nắng nó thành màu nâu luôn, màu nâu đen á, nó nhiều nó trong cái rúp mà ạc á, ạc và pot, the ark and the pot á, là cái của Facebook á. Mấy anh chị thấy là những cái cây mà hiếm á, là người ta bỏ trong cái chậu đẹp á, người ta post trên đó, mấy anh chị xem cho nó cũng có cây này. Cây này mà để ngoài nắng á, nó nâu. Còn cái chùm này nè, cái chùm cá tết này bự thiệt bự, mà 6 inch mình bán có 30 à. Đó, mình cũng còn có 9 cây một cây à. Cục thịt bò nè, mình bán rẻ lắm, có 35 đồng một cục thịt bò, mà nó giống, mà nó đó là cái cây nha mấy anh chị. Cái cây mà mình thấy nó giống cục thịt bò, mình nói thịt bò nhưng mà cái tên nó khác, chỉ có 35 đồng mấy anh chị, nó rất là rẻ. Mấy anh chị search trên mạng coi họ bán rồi, mấy anh chị nhớ ủng hộ mình nha. Những cái cây tết nè, cây cái tết đủ màu. Cái cây này á thì mình bán 45 đồng mà nó cục bự thì bự luôn, mà cao lắm nha mấy anh chị. Mình cũng còn dài cặp thôi, tại mình bán thấp á, mình bán nhanh. Còn cái cây này nè, cái cây này là cái cây á là họ trồng màu nha mấy anh chị. Có những cây họ trồng màu đó, rồi nó lên cái variegated lên màu vàng, sau đó mà nó lớn lên thì nó sẽ mất màu đó. Mấy anh chị để ý những cái cây màu vàng này nhé, màu vàng này nó không có, nó variegated, nó va, nhưng mà nó va giả nha, nó va giả, khi nào lớn lên là nó mất màu nha mấy anh chị để ý. Còn cái màu vàng kia mới đúng là màu vàng thật của nó, mấy cái một cục màu vàng đó là mình trồng bằng hột lên á, đó. Đó nó khác. Còn cái này, mấy cục này nó bự thiệt bự, mà nó cao thiệt cao, nó trồng lâu năm rồi nha mấy anh chị. Đó, cái cục này nè, cái cục này nó lòi ra giống như lần mình lớn tuổi vậy đó, cái da nó khác á. Mấy cục này mình nhập về những cục bự bự không à, to, trồng rất là lâu. Cái bự nhất mình có bán, có ví dụ như cây này bự nhất của mình á, trong cái khu vực này nè, mình bán có 190 à đó. Bán giá rất là ok. Mấy anh chị nào sưu tầm, hay mấy anh chị nè sưu tầm mà để vô mấy cái xô mà cắt tệt rồi đó, mấy anh chị nên mua mấy cây này nè để bỏ vô cái chậu đẹp á, rồi đem theo xô rồi được giải thôi đó. Còn cái cục màu đỏ đó mình bán có 25 đồng mà. Còn cái này mình bán có 20 nè, cái này thôi Fairy Castle đó, có 20. Còn cái cây này đặc biệt nha, cái này mình bán rất là rẻ, có 60 mấy anh chị nha. Nó có con nè, mà cao lắm nha, nó dài cũng khoảng 15-16 rồi nha, 16 inch á, có cây 16-17 inch luôn á. Tại vì mình chôn ở dưới này cũng sâu dưới đây nè, mình chôn rồi nó đứng lúc mình trồng á, có rễ đây nha mấy anh chị, có rễ trồng lâu trong nước Mỹ rồi đó. Có 60 đồng một cây nha. Mình có đầy đủ những loại quý hiếm đó. Cái cây này nó có bông rất là đẹp nè. Cái cây này nè, cái cây
này ra bông rất là đẹp. Cái chùm bự thì bự đó, mình bán cái chùm nhỏ thì 35, mà cái chùm lớn thì 40 nha mấy anh chị. Mình đáng rất là thấp để mình bán nhanh, mà bán nhanh nhập liên tục. Nó có cây này nè, rất là đẹp nè, bự mà có rễ rồi, mình trồng lâu rồi. Rất là đẹp. Trứng nữa, cái trứng nè, mình có một trứng mình bán 20 đồng một trứng, hai trứng mình bán 38 đồng nha mấy anh chị. Mấy anh chị nào mà thích chơi trứng ủng hộ mình nha. Mấy cây này nó gọi là elephant food, nó lên giống như lên như này đó, nó mới lên nè đó, màu xanh chỉ có lá thôi, nó chỉ lá đó, cọng lá có mấy cọng lên nè đó, nó chỉ lên lá đẹp lắm. Nó chơi giống như là bonsai á, chơi lá không. Còn cái cây này nè mình bán 22 đồng. Còn cái cây nhỏ nè, cây nhỏ lá này mình bán 25 đồng nè, nó lên lá nè mấy anh chị. Cái cũ nè, cũ giống như là chủ bonsai nữa. Còn cái cây này rất là hiếm nè, cây này hiếm ra bông đẹp lắm nè. Khu vườn của mình nó có đầy đủ hết mấy anh chị. Mua sừng rồng cũng được, hay là mua cái sen hàng cũng được. Sen hàng mình có nhiều loại sen hàng lắm nha mấy anh chị. Mình đập về có loại cái Ionium nữa, có loại đột biến nhiều nữa. Mình cũng có local luôn, local 1 đồng 2 đồng, đầy đủ nhiều lắm, đầy đủ các loại. Vô đây giống như là cái tiệm tạp hóa vậy đó mấy anh chị, có đầy đủ. Này cái trứng này nè, cây trứng này mình bán 20 đồng một trứng, nó có rễ rồi, nó bự lắm nha anh chị, nó có rễ trứng bự. Còn trứng mà hai trứng thì 38 đồng nha anh chị. Mình có bán những cái trứng chùm bự nữa đó, trứng chùm bự. Có bán những cây màu này mà đầy đủ màu sắc rất đẹp. Nó cái chậu cái màu này là 123 đồng nha mấy anh chị. Đó. Có chậu trứng bự nữa nè, trứng bự. Đó, trứng mình có nhiều loại chùm không mà mình cố gắng mình trồng cho nó bự, giống như mấy cái trứng bự vậy nè, mình bán cho nó đã, là mấy anh chị cũng dễ mua nữa, thấy bự là thích nè, thấy không? Bự thì nó nhỏ thì nó không có thấy đồ sộ lắm, chứ nó bự lên nó thấy nó đồ sộ. Dù cái này có 20 mấy trứng mà nó bự lên đồ sộ luôn, rất là đồ sộ. Cái cây này đủ màu hết á. Cái cây này mà nó va mà nó có nắng rồi nó đỏ hồng hồng trên mấy anh chị. Có những cây là quý hiếm nè, quý hiếm mình trồng nhiều năm đó. Mình có những cái thân lá nhỏ nè, lá nhỏ là rất là khó trồng, mà trồng cho nó ra rễ thì ok, còn nếu mà trồng mà từ lúc mà nhập về rất là khó nha mấy anh chị. Mình có cái video để hướng dẫn cho mấy anh chị trồng cho có tạo rễ cho mấy cái cây mà đột biến á. Mình cũng có làm cái video tạo rễ cho những cái cây Ionium mà cây chùm á. Rồi mấy anh chị nhớ chăm sóc khu vườn của mình, rồi coi những cái con bớt nữa nha. Nó có những con sâu bọ rồi đó, trong khu vườn là phải coi chăm sóc, là cái mùa này là màng nhện nó nhiều lắm nha. Màng nhện thì nó tạo ra những con bớt đó, nó những con sâu bọ rồi mấy anh chị nhớ làm sạch màng nhện nha. Đó, mình cũng có nhiều cái cây Ionium chùm này nè, rất là đẹp. Màu sắc là rất là đẹp. Anh chị thấy không? Màu sắc là rất là đẹp. Có cái cây này nè, cái cây này đột biến nè. Cái đột biến có mấy cây nó có rễ nè, lá nó căng lên nè, cái cây Velo European. Cái cây này có rễ nè, lá căng nè, cái cây này chưa nè. Lá căng đẹp nè. Lá căng xong rồi mới anh chị tạo màu sắc nha. Nếu anh chị nè có tiện ra mua cái đèn Rowlight á. Cái đèn Rowlight rồi bỏ vô cây sen của mấy anh chị sẽ rất là đẹp. Mình đi một vòng
giới thiệu thêm cái Ionium này nè. Có những cây nó ra rễ đó, cây này nè, cây này cây Chanel là ra rễ là lá nó bung ra rất là đẹp, màu sắc rất đẹp nha mấy anh chị. Còn nó bung nó xòe hết rồi nè. Cây Chanel va nè mấy anh chị thấy không? Đó. Rất là đẹp. Cây này nó cũng đẹp. Cây này Soai va nè. Lá nè. Lá nhỏ nhỏ đẹp. Có nhiều người thích lá nhỏ, có nhiều người thích lá lớn. Cái cây này là cái cây cũng đẹp lắm nè. Cái cây này là cây Color Sunset Va. Cây này là cây Palace nè. Màu sắc tại vì mình mới cải thiện những cái video cho nó đầy đủ âm thanh và màu sắc rồi cho nó rõ đó, cho mấy anh chị dễ mở lên rồi nghe được tiếng nói, rồi cái giá báo giá rồi đó, rồi những hình ảnh rồi mình tạo cho càng ngày càng cố gắng tạo cho nó tốt, cũng nhờ mấy anh chị góp ý rồi mình mới cải thiện từ từ. Mình cũng không chuyên nghiệp về quay YouTube, nhưng mà mình quay cũng một thời gian nó cũng có kinh nghiệm, cũng nhờ mấy anh chị em góp ý nữa. Mấy cây này rất là đẹp. Cái cây này Ionium Green Sunny nè, mình bán một chùm 10 nè, có 60 mấy anh chị. Lá nó rất là đẹp, rồi nó bung nữa nữa. Bung rồi nó xè va lên đó. Rất là đẹp nè mấy anh chị. Màu sắc Ionium này nó càng tươi á, nó càng đẹp. Nước nó lên á, rồi nắng nó xuống á, tại trong greenhouse mình trồng trong greenhouse nè. Nắng nó xuống là đầy đủ màu sắc. Cây này nó bung ra rất là đẹp nè. Lá nó nhúm. Cái này cái Ring Quiz mình còn 2 cây à. Mình bán 55 đồng một cây, một chùm à. Màu sắc đột biến rồi mình cũng có đầy đủ hết. Mấy cây đột biến này. Đột biến này có rễ nha mấy anh chị. Từ lúc nhập về đến lúc mà có rễ, từ theo cây lớn cây nhỏ. Cây nhỏ thì 2-3 tháng. Cây lớn phải 5-6 tháng nha mấy anh chị. Rồi cảm ơn mấy anh chị theo dõi cái kênh của mình. Rồi chào mấy anh chị.